Ngọc Khánh xin kính chào quý khán thính giả. Như các bạn đã biết thì tôi thì chuyên về loa Bose. Để trong cửa hàng tôi thì lúc nào cũng có khá khá nhiều những cái model hot, những cái model đắt tiền. Đấy như là 601 series 3 đen này, 601 series 3 vàng này. Thế rồi là 701, rồi là các cái mẫu 501 vân vân. Đấy thì tương đối nhiều. Tuy nhiên thì hôm nay Ngọc Khánh không giới thiệu với các bạn những cái mẫu loa đắt tiền là làm gì. Và hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một mẫu loa nhỏ gọn, đẹp xinh, phù hợp với những căn phòng nhỏ mà các bạn thích nghe nhạc du dương, và đặc biệt là nó lại rất dễ ghép amply. Bất kỳ một cái amply nào công suất từ 20W trở lên đều đáp ứng tốt. Thế mà amply thì chắc là chả có cái nào công suất 20W cả. Giới thiệu với các bạn đây là một cặp 501 series 5. Như chúng ta đang nhìn thấy, cặp này màu lông chuột. Anh em lưu ý là cái màu lông chuột ấy, thì bao giờ nó cũng mắc hơn cái màu đen vì trông nó sang trọng hơn. Như cặp tôi đang có trong tay ở trong tình trạng rất đẹp, để có thể nói là đẹp. Thông thường thì những cặp loa mà nó có nhiều góc cạnh như thế này thì sẽ bị hay bị tù, bị những lún những cái góc này. Thế nhưng mà tất cả các góc cạnh của cặp loa này thì vẫn còn nguyên. Mặt phía trước đều rất ngon lành, đẹp đẽ luôn. Loa được thiết kế bởi một loa bát nằm trong thùng và hai loa tép giấy ở mặt trước. Đây chúng ta nhìn loa tép này. Cặp này nguyên zin chưa tháo. Cái loa tép nó vẫn rất là đẹp. Chúng ta nhìn nó vẫn còn cái ánh keo đây này. Đấy, như cái ánh keo dán gân của nó vẫn còn ánh, vẫn còn dính dính. Ở phía sau thì tem vẫn còn rất mới. Cặp này trùng đôi nhé. Hiện nay tôi đang đấu để lát nữa anh em mình nghe thử. Cặp này chỉ có duy nhất một cái lỗi hơi đáng tiếc, đó là nó sứt mất một tí ở đây. Và tất nhiên là nếu như chúng ta dùng cái sơn nào nó giống giống màu với Toto đi cái thích được, nhưng mà tôi nghĩ chả cần, bởi vì là nó ở mặt sau, thế cho nên là không cần thiết lắm. Thì cặp này chúng ta bày trí vào một cái phòng nhỏ thì rất đẹp, đẹp xuất sắc luôn đấy, trông nhỏ gọn, thanh thoát, lịch lãm. Đặc biệt là nghe nhạc du dương thì tuyệt vời. Chúng ta nghe thử một bản nhạc. Mặc dù là kích thước của loa nó nhỏ nhưng mà do áp dụng công nghệ reflex, thế cho nên là tiếng bass vẫn rất tốt. Thank you.
Thì cặp loa này hiện nay tôi chỉ có duy nhất một cặp này thôi và đang được bán với giá là 5 triệu 800 nghìn đồng. Anh em nhanh tay liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình. Xin cảm ơn.